Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 26 tháng 8, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng tôn giáo năm 2024 cho cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo của các địa phương, cơ quan đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đã được phổ biến các quy định cơ bản của Nghị định 95 ngày 29 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai tôn giáo theo quy định của luật đất đai năm 2024, những vấn đề về thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung từ địa bàn xã này sang xã khác, phục hồi hoạt động cho các tổ chức tôn giáo, quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị đình chỉ, hoạt động quyên góp của các tổ chức tôn giáo, tiếp nhận tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài cho các tổ chức tôn giáo, hồ sơ, thủ tục hành chính khi thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trao đổi thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đã phân tích làm rõ những khó khăn thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời đề nghị đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.